Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo trên kênh Tây Bắc OK. Thì hiện giờ em mình đang có mặt tại chợ phiên của chợ phiên Bắc Hà các bạn. Hôm nay chợ phiên Bắc Hà được tổ chức vào hôm chủ nhật hàng tuần các bác nhé. Bây giờ em mình đang có mặt ở trong chợ rồi. Ở chợ hôm nay thì người ta tổ chức cùng đua ngựa luôn, nên là các du khách và những bà con thập phương khắp nơi người ta đi chợ, lên chợ để khám phá bên chợ Bắc Hà rất là đông các bác. Hôm nay chợ cực kỳ đông luôn, hôm nay nguyên cái chợ Bắc Hà ngày hôm nay ước tính nó khoảng tầm gần 5.000 người các bạn, cực kỳ đông. Các du khách người ta sẽ kéo đến chợ Bắc Hà để xem đua ngựa rồi khám phá chợ, rồi vào cái lễ hội cao nguyên trắng các bác nhé, cao nguyên trắng là chợ luôn. Thì hôm nay em mình sẽ đang có mặt ở chợ rồi, bây giờ đang khoảng tầm 7 giờ sáng, em mình sẽ đi ghi lại cái hình ảnh chợ phiên ngày hôm nay để cho các bác cùng theo dõi về cái chợ phiên Bắc Hà ngày hôm nay được diễn ra như nào các bác nhé. À rồi ok, bây giờ mời các bác cùng theo chân em mình đi khám phá cái chợ các bác nhé. Chào chú. À vâng, chú ơi, chú có thể cho cháu ở bên kênh Nét Đẹp Tây Bắc ấy. Chú để chia sẻ cháu chút là chú là du khách đến từ đâu được không ạ? Cái gì? Chú là du khách đến từ đâu ạ? Đến từ Hà Nội. À vâng, chú có mặt từ Bắc Hà từ bao giờ ạ? Có từ sáng hôm qua. À thế là hôm qua này chú cũng tham gia cái lễ hội cao nguyên trắng đua ngựa buổi tối hôm qua. Chạy ngựa thì đến đây muộn mất rồi. À thế ạ. Chạy ngựa đua ngựa đến đây hết mất rồi. Vâng, thế là hôm nay thì chú ngủ qua đêm ở chợ. Ngủ qua đêm ở trên khách sạn thứ bảy. Vâng, là hôm nay là chú đi chợ để chơi và khám phá. Rồi, chơi khám phá xem. À vâng, thế là chú là đi cùng gia đình hay là chú đi một mình ạ? Gia đình luôn. À nhà có mấy thành viên chú? Nhà có 5 thành viên. À vâng ạ. Thế là các anh các chị là cũng đang đi mua sắm rồi đúng không ạ? Đây. À gia đình nhà mình hai ông bố và hai ông em. À vâng ạ. Vâng. Thế là hôm nay là chú bác đang mua được cái gì rồi ạ? Mua được thứ nhất là đầu tiên là phải sâm cau. À vâng, lên tới bác là phải có sâm cau rồi. Phải có sâm cau để dành cho đàn ông á, với sâm rượu. Vâng, đúng rồi ạ. Thứ hai nữa là hạt giống. À hạt giống. Rau cải. Vâng. Về để gieo trên tầng thượng. Vâng. Làm rau sạch. Vâng, tương ớt. Tương ớt. Vâng ạ. Để thực hiện tức là ăn với cái món này. Sao nó có số vậy ạ? À, dạ, vâng. Vâng, vậy thôi, cháu cảm ơn bác nhá. Rồi, chúc bác sức khỏe. Rồi. Vâng ạ. Chào chị nhé. Chị cho em hỏi chút nào, chị là người dân Bắc Hà ấy, chị đến từ đâu ạ? Đến từ Bắc Hà thôi ạ. À nhà chị ở gần đây không? Dạ, cách đây 8 cây ạ. 8 cây ạ, đây là em gái ạ. Hay là hai cô em. Em đứng gần ở đây, em đứng gần ở đây. À đây là hai chị em đúng không ạ? Không ạ, em là kiểu như là con gái này là con dâu. À đây là con dâu ạ. À, chị sinh năm bao nhiêu? Em sinh 2K2 ạ. 2K2 thế đấy. 2K3. À thế này nhỉ, cũng ở gần đây cái đi 8 cây số. Thế là chị đi bằng phương tiện gì đến đây? Đi xe máy ạ. À đi xe máy ạ, có chồng đi theo không? Có nhưng mà chồng năm đi chợ. À vâng, rồi quay cảm ơn chị nhá. Chúc chị đi chợ vui vẻ nhá. Alo. Thế thì ai làm đấy chị ơi. Ở đây các bác này, chỗ này người ta bán gỗ lũa các bác này, rất là đẹp luôn. Nhìn như một cái quả núi các bác này. Nhìn rất là đẹp các bác nhé. Hàng lũa này nó là cái hàng khá là lâu đời các bác. Rất là đẹp luôn. Cái gỗ lũa này người ta bán cũng rẻ đấy các bác nhé, không đắt đâu. Đấy, nhưng mà rất là đẹp, thì rất là tuyệt vời các bạn. Trong nhà bà nó biết rồi, cho bác. Có cái bé thôi, cái cảnh bé thôi.
Cháu ông hỏi cái trắng là cây gỗ gì anh? Cái gì biết? Không biết đâu, nhưng mà nó là cái dòng gỗ ở núi đá nhưng mà không biết tên. Tại vì nhiều cây là không biết tên, tiếng Kinh gọi như nào, tiếng Kinh gọi mà tiếng người Mông gọi khác nhau. Thế là người nhiều khi là các anh ấy không biết tả, là có cái tên tiếng Mông anh biết nhưng mà tên tiếng Kinh ông các anh ấy không biết. Đấy, đại loại đấy anh nhờ. Đúng rồi. Em giải thích đây chuẩn đúng không? Đấy, kiểu kiểu đấy. Đấy, rất là đẹp các bạn. Nhưng mà ông quan trọng gì, cái gỗ này là gỗ núi đá rồi, nó đẹp là được, quan trọng gì đâu. Cây gỗ quý thì nó lại không đẹp. Cái này về treo cái đồng hồ, về treo cái đồng hồ quả lắc nhỏ nhỏ, đẹp. Rất là đẹp luôn các bạn. Tươi cũng được. Tươi cũng đẹp. Cái này mà chơi màu, cái này vào dầu là vứt đi. Vào dầu là xấu, để mộc. Rất đẹp các bạn. Nhìn như những cái tổ ong luôn. Cái kia các bác nhìn cái cây gỗ trắng này các bạn này, nhìn như là gọi là bạch tuyết đấy các bạn. Rất đẹp. Ở các bác, chỗ này người ta đang hoạt động, người ta đang gọi là giải trí bằng cách phi tiêu ném bóng thôi nhé. Đấy. Dễ nhờ. Bây giờ phi thử nào. Một chúng luôn. Các bạn, người ta đang phi tiêu ở chợ rất là vui luôn. Bước vào cái khu vực chợ hoa thì người ta bán rất nhiều những cái mặt hoa, như hiện tại đây chỗ này đang là hoa sen đá các bác nhé. Hoa sen đá rất là nhiều. Đây là cái hoa gì chị nhỉ? Đây hoa đại hay hoa gì? Hoa sứ nhà nàng này đúng không? Bây giờ là không phải của nhà làng nữa mà của nhà chàng. Hoặc là nhà cô hàng xóm. Rất là đẹp luôn các bạn này. Đẹp hoa sứ thôi nhá. Hoa sứ á này. Hoa sứ nhà nàng. Ngày hôm nay thì khách du lịch người ta đang đi du lịch rất là đông các bác nhé. Thì hôm nay ở trên này đang có đua ngựa các bác, đua ngựa và đồng thời người ta tổ chức hội chợ. Đây là du khách rồi bà con ở trong nội tỉnh người ta đi tham quan, khám phá rất là đông. Thì giờ em Địch đang có mặt ở cái chỗ chợ hoa rồi các bác. Đấy, thì giờ theo chân đoàn du khách này thì sẽ bắt đầu bước vào đến chợ hoa. Thì em sẽ ghi lại hiện tại cái hình ảnh của phiên chợ của chợ phiên Bắc Hà ngày hôm nay cho các bác cùng theo dõi. Chợ phiên Bắc Hà là một cái phiên chợ của đồng bào người Mông, phiên chợ rất là lớn các bác nhé. Phiên chợ này bán rất nhiều những cái mặt hàng khác nhau. Ở đây các bác này, chỗ này là bắt đầu đến chỗ hoa rồi các bác này. Các bác có thể thấy đây là cái cây táo gai này các bác này. Đấy, cái quả táo gai các bác nhé. Đấy. Đây là cái táo gai ạ. Táo, quả táo gai ạ. Vâng, quả táo mèo ấy. Vâng, nói. Vâng, đây là những cái cây hoa lan này các bác này. Hoa phong lan này rất đẹp các này. Rất là sắc nét các bác nhé. Siêu đẹp luôn. Ở chợ này thì người ta bán rất nhiều những loại hoa phong lan và những cái cây bonsai tiểu cảnh này các bác nhé. Rất là đẹp. Đây em mà thấy người ta bán cả những cái củ sâm này các bạn này. Đấy, củ sâm này rất là, củ sâm này ngâm rượu các bạn này, sâm này ngâm rượu cực kỳ tốt luôn, rất là ngon các bạn nhé. Đấy. Người ta bán khá là nhiều các bạn. Đấy. Rất là nhiều.
chợ này ấy, thì là cái khu vực này em Địch đang đứng ở đây là người ta bán chuyên dòng hoa phong lan và những cái cây cảnh, cây gỗ lũa các kiểu các bác, rất là nhiều luôn. Đấy, chợ hôm nay thì là một cái phiên chợ đặc biệt thì nó sẽ là đông hơn những cái phiên chợ bình thường các bác nhé. Vì hôm nay là người ta vào ngày hội đua ngựa Cao Nguyên Trắng, lễ hội đua ngựa Cao Nguyên Trắng là du khách người ta đang tập trung rất là đông các bác. Vàng lên hoa tính. Quảng cáo à, quảng bá. Vâng. Chị ở đâu đến? Hải Phòng. Chị Hải Phòng à? Đến từ hôm qua nào, đến từ hôm nay? Đến đây chị mấy ngày nay rồi. À thế ạ. Nhưng mà chị hỏi hoa này có đẹp không? Hoa đẹp mà, hoa lan. Trồng có sống không? Hoa lan rừng thì bao giờ cũng đẹp, sống 100 mấy cái này 100% sống rồi. Còn cây này thì sao? Không sống thì sao người ta hôi được. Cái cây này như cầu lan trúc vậy nhỉ? Đấy mà du khách Hải Phòng người ta đang đi chợ mua hoa các bạn. Yên tâm, lan này các chị mua về 100% sống. Không coi. Sống luôn. Tại ở đây người ta bán hàng thật mà, người ta không bán hàng lừa đâu. Bán 150 có bán không? Các bác là du khách đến từ đâu ấy? Các anh là du khách đến từ đâu ạ? Lào Cai, anh Yên Bái, Bắc Linh City. Anh lên sáng nay là lên từ hôm qua. Lên từ hôm qua. Lên là hôm qua là lên đúng ngựa luôn đấy ạ. Vâng ạ. Thế là hôm nay là đêm anh ngủ lại ở Bắc Hà. Đêm ngủ Bắc Hà. Hôm nay là đi chơi chợ xong là lịch trình đến bao giờ về là chơi đến mấy ngày? Lúc nữa về. Vâng ạ. Đi chơi một ngày một đêm thôi. Đây ra thấy chỗ này có lan ra mua xem tí. Vâng. Rồi ok, cảm ơn anh nhé. Du khách chúng ta đang đi chơi rất là đông các bạn, đi mua sắm nhiều lắm các bạn. Đây các bạn này, đúng rồi, đẹp đấy nhờ cái chỗ này ấy. Của các bác này, chỗ này siêu đẹp luôn các bạn này, toàn hoa luôn này. Ở trên này người ta bắt phá rất nhiều hoa lan rừng các bác nhé. Lan rừng rất là đẹp luôn, kêu cả cây một cái cây hoa hồng cổ các bạn. Hoa hồng cổ đây người ta bán rất đẹp luôn. Ô các bạn này, đây là cây đây không biết cây gì đâu các bạn, quả thật này. Cái gì anh nhỉ? À quả mắc ca. À ô các bạn, quả đây gọi là cây mắc ca các bạn này. Ô nhìn cái quả nhìn ngon luôn này. À ngâm rượu à? À có mắc ca. Cái mắc ca. Thanh Mai. À dưới quê thì mắc ca, nhiều đây là Thanh Mai. Rất là nhiều những cái đồ đẹp các bác ạ. Mà hôm nay chợ người ta bán cực kỳ đông luôn. Đấy, trong này là cái khu vực người ta bãi để xe các bác nhé. Đấy, khu này là người ta, bà con người ta sẽ gửi xe ở trong này. Rất là nhiều luôn. Chuyên hoa lan này, cái chỗ này luôn này các bác này. Trời ơi này, quá là chất lượng luôn các bác. Để em bắt led cho các bác xem nhé. Hoa lan rừng cực kỳ nhiều và đẹp các bác. Bà con người ta bán cả những cái cây gỗ lũa rồi những cái thớt để các bác nhìn, thớt là rất là to luôn. Đường kính 60 luôn các bác. Hôm nay phiên chợ
đặc biệt các bạn, hôm nay phiên chợ cực đẹp luôn. Đây là những cái gỗ lu các bạn này, gỗ toàn mụn này, nhìn rất là đẹp. Gỗ lu đây các bạn này, những cái lu của nó nhìn cực kỳ đẹp luôn, toàn những cái mụn sùi sùi các bạn. Còn đây thì là một cái đây là một cái cục gỗ đó, nó xoắn các bạn, nó xoáy luôn vào này. Đấy rồi, trong chuyện đấy đẹp lắm. Cái này về để bọc này làm một cái đế được các bạn, làm một cái đế nó xong để lên nhìn tuyệt vời luôn. Dao người ta rèn thủ công các bạn này, rèn thủ công mang chợ bán rất là nhiều luôn. Rồi ok, giờ mời các bác lại cùng theo chân em các bác nhé, khám phá cái phiên chợ Bắc Hà ngày hôm nay các bác nhé. Đây là cái mật ong ruồi các bạn, treo này đẹp chưa? Cái này lặng không em? Lặng không? Đây, anh cầm được. Ui các bác này, ơi mật ong ruồi này, mật ong ruồi xịn này các bạn này. Một cái này phải đến 2 cân đấy, lặng mấy các bạn. Cái này bao tiền cân này em? 300 cân à? À đây nha, cầm máy đây. Ui cái này còn có cả ong luôn đấy, còn ong ruồi bé tí đấy đúng không? Ui cái thổ này to hơn này, anh xem nặng không? Ui nặng nhờ. Đây các bác này, mật ong người ta bán ở chợ đang rất là nhiều các này. Đây là mật ong rừng các bác nhá. Nhiều lắm các bạn, người ta bày bán ở chợ rất là nhiều cái mật ong rừng. Vì bây giờ nó đang là vào cái mùa hoa rừng các bạn, nên là những cái mật ong hoa ruồi, mật ong đen là bán ở chợ rất là nhiều luôn. Ở chỗ này trật tự chợ người ta đang dẹp các bác ơi, đang dẹp đây, bà con bắt đầu chạy luôn này. Người ta dọn hàng rất là nhanh các bác nhé. Vì là cái chỗ này nó không phải là cái chỗ để bán hàng các bác ạ. Cái chỗ này là cái chỗ ở đường đi thôi. Nhưng mà vì chợ đông quá nên là bà con người ta vẫn họp. Đấy, nhưng mà tuy rằng là hôm nay thì lại là vào cái phiên hội chợ nên là khách du lịch người ta đi rất là đông. Đấy, nên là bắt buộc là trật tự người ta phải làm việc các bạn, để dẹp, để lấy lối để khách du lịch rồi những cái xe du lịch người ta có thể là vào đi tham quan các bác. Đấy. Bà con
Đây các bác có thể thấy bà con người ta dọn rất là nhanh các bác nhé. Đấy, còn bên này là cái khu vực hàng ăn uống các bạn. Cái hàng ăn uống người ta toàn những cái đồ đặc sản về gà đen rồi lợn bản này các bạn. Đấy, rất là đẹp. Ở chỗ này thì em thấy người ta bán có cả mấy chú chó đỏ các bạn này. Đây là chó đỏ Bắc Hà các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, người ta họp càng ngày càng đông các bác. Càng đông rồi. Ở trên này người ta bán nguyên những cái chổi mà hàng hàng người ta bán chổi rất là nhiều luôn. À, những cái chổi mà cả hai người chơi phải cuốn cái cậy ra đi rồi đi. Rồi ok, giờ mời các bác cùng theo chân em này tiếp theo đi khu vực vào cái khu vực ở trong chợ các bác nhé. Đây các bác bắt đầu là bước vào chợ thì các bác thấy đang rất là đông luôn các bạn. Đây, bà con người ta đi mua bán rất là đông, tập trung cực kỳ nhiều. Đấy. Em mình đang ở chợ rồi. Ở trong giữa chợ luôn các bạn. Đấy, rồi mình sẽ dẫn các bác vào chợ các bác nhé. Đi xem cái phiên chợ ngày hôm nay nó diễn ra như thế nào. Đấy, bà con là cái du khách người ta đang nhốn nháo các bạn. Ở đây thì người ta bán nhiều mặt hàng lắm các bác. Đây, những cái rau cỏ này thì rất là ngon các bác này. Trong này người ta mang bán rất là nhiều những cái cây khen và những cái cây gợi xin tiền các bác ạ. Đây là một cái phiên chợ chính của chợ Bắc Hà, của chợ của người Mông Hoa. Thì người ta đi bán thì chủ yếu là những cái sản vật của địa phương các bác ạ. Rồi những cái con vật như trâu, chó, ngựa, dê, rồi lợn, rồi gà, rồi ngan. Nói chung là tất cả những cái con vật và tất cả những cái vật nuôi. Rồi những cái cây nông sản, thảo dược các bác nhé. Người ta sẽ mang ra chợ để buôn bán giao dịch. Cái phiên chợ này thì rất là hấp dẫn các du khách ở các nơi người ta đến chợ tham quan. Thì đặc biệt là hôm nay thì là vào đến ngày lễ hội cao nguyên trắng. Đấy, nên là du khách ở các nơi người ta cũng đã có mặt ở chợ từ ngày hôm qua rồi các bác để tham gia lễ hội cao nguyên trắng để góp phần làm sôi động của chợ Bắc Hà lên. Rồi ok, bây giờ em thì sẽ tiến vào cái khu gian hàng bán thảo dược để ghi lại hình ảnh cho các bác cùng theo dõi các bác nhé. Khu bán thảo dược thì cũng rất là đông luôn.
xong nhanh. Ở đây các bạn, cái khu vực này là cái khu vực người ta chuyên bán thảo dược các bác nhé. Thảo dược rồi mật ong, thì chỗ này các bác có thể thấy đang du khách và bà con buôn bán người ta tập trung rất là đông luôn. Bây giờ em mình sẽ đi đi vào các bác nhé, đi vào để ghi lại hình ảnh cho các bác xem. Đấy, mận, những quả mận Bắc Hà bây giờ đã đang vào mùa chín rồi các bác ạ, thì rất là nhiều luôn. Đấy. Được bày bán rất là nhiều các bác, cùng những cái mặt hàng như những cây thảo dược đây này. Như đây các bác có thể thấy đây là cái cây sâm quy các bác này. Sâm quy rồi, đúng sâm quy rồi. Đấy, rất là nhiều luôn, chào bà. Đây là cái hoa đu đủ đực này, cũng bán ở chợ. Hoa đu đủ đực này tác dụng là người ta sẽ ngâm với mật ong các bác nhé. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, những cái quả mận này. Đây là mận hàng thửa ở chợ các bác nhé, hàng thửa đây, nhìn rất là to luôn. 60 đây à? Vâng, 60 đây, 40 đây, 20 đây anh ạ. Dễ nhận diện phết anh nhỉ? Bán thế nó tròn anh ạ. Rất là nhiều luôn. Từ sáng giờ bán được nhiều chưa anh? Được mấy tạ rồi anh ạ. Vâng, hôm nay du khách người ta lên chợ. Vâng, hôm nay đông, hôm nay chợ đông ạ. Vâng. Bên này chợ có mỗi mình em con trai bán thôi. Mỗi anh duyên nhất, vâng. Vừa đẹp trai lại vừa duyên. Nên là anh bán được rất nhiều. Vâng. Nhưng mà thực ra là nếu mà mất tiền mua cái hàng này ăn nó đã mồm mày. Đúng rồi, nhưng không có hàng đã hơn. Vâng. Những hàng kia hết rồi anh ạ. Đây các bạn này. Cái quả mận này nó gần một nặng các bạn ạ. Kinh khủng luôn. To như cái chén các bạn này. Bằng đúng quả trứng gà luôn, quả mận. Sợ rồi. To. Đấy, chúc anh hôm nay là bán từ giờ đến 2 giờ chiều. Thì cứ bán một mình thì khoảng tầm 2 tấn thôi. Vâng. Là ổn rồi anh ạ. Tầm 4, tầm 5, 6 tạ là được đấy. Vâng, còn lại thôi thì cũng nhường cho người khác, cho bà con người ta cũng bán với. 100.000 hết rồi chú ơi. Cái mận 100.000 sáng này người ta đóng hết rồi. Đó, đó, đó. Đấy, tiếp tục thì... tiếp tục thì em Địch lại di chuyển tiếp vào nhé. Để khám phá bên chợ ngày hôm nay. Bày bán rất là nhiều luôn. Rất là đông vui các bạn, chợ Bắc Hà ngày hôm nay cực kỳ đông khách luôn. Thì hôm nay là du khách ở khắp nơi người ta lên chợ nên là rất là đông các bạn. Đi gọi là tắc đường luôn đấy các bạn. Bây giờ em Địch sẽ đi tiếp các bạn. Đây là cái cây tắc kè đá này các bạn này. Có tắc kè đá nhìn rất là đẹp luôn này. Cái này nó là một vị thuốc các bạn nhé, chữa rất là nhiều công dụng luôn. Nhưng mà nó chủ yếu nó thiên về chữa dạ dày các bạn. Đấy, thiên về chữa dạ dày nhiều hơn. Đấy, bà con người ta lấy nó là toàn là hàng rừng các bạn. Vì là bà con ở trên này người ta đi trong quá trình người ta đi làm nương làm rẫy ấy, người ta lấy được rất nhiều những cái dòng thảo dược như thế này các bạn. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, kia là cái củ sâm cau các bác nhé. Đấy, cái này cái sâm cau này rất là quý các bạn. Sâm cau này bỏ ngâm rượu. Đấy, nó có cái tác dụng gọi là tăng cường sức khỏe các bác nhé. Đấy, rất là nhiều luôn. Nhiều để sợ. Hãy
Ở đây các bạn, chỗ này là cái gian hàng tam thất tươi các bạn này. Tam thất tươi khô rất là nhiều. Đấy, bài bán rất là nhiều những cái hàng thảo dược các bác nhé. Đấy, kia các bác để thấy kia là cái củ tam thất, tam thất khô các bạn. Tam thất khô rồi mật ong, đấy đây tam thất khô các bác này. Còn kia là mật ong các bác nhé, mật ong rừng nhé. Người ta bày bán rất là nhiều. Những cái cây kia là những cái cây cây về người ta làm cảnh làm bonsai các bạn, làm bonsai cảnh. Sâm cao và những cái vị thuốc bày bán ở chợ nhiều lắm. Hôm nay phiên chợ quá là đông luôn các bạn. Em đi cầm máy nhưng mà nhiều khi không thể quay được các bạn, thì quay được hết tại vì vướng người này, quá đông luôn, gần như không thể di chuyển được các bạn. Cái đấy là cái gì hả anh? À khúc khắc à? To nhỉ nhỉ? Anh là khách du lịch đến từ đâu anh? Anh đến từ đâu ạ? Nhà mình cách đây có 100 cây thôi. Anh ở trên nào cai hay ở đâu? Dưới Bảo Yên. À, anh dưới Bảo Yên à? Anh lên đây từ sáng hay là lên từ hôm qua? Lên từ sáng. À đấy à? Hôm qua có đua ngựa? Đấy, cả cái này đấy. Qua đua rồi. Củ này là củ khúc khắc thôi nhé. Nhìn đỏ đẹp, rất là đẹp luôn. Thì bao nhiêu thì lấy bao nhiêu nhá. Đây à? Ờ. Cái này về mình đi nước. Đây là một cái gian hàng bán chè san tuyết các bác nhá. Vâng, chào bà nhá. Bà ơi, cái chè san tuyết này là đến từ đâu hả bà? À bà bản liền luôn hả? À chè này là tự nhà bà sản xuất ra hay là từ làm từ sao đi hái từ à? Vâng ạ. Từ bản liền mà vào đến đây xa không bà? 30 km. 30 km ạ? À vâng, tức là bà di chuyển từ lúc mấy giờ sáng à? Lúc 5 giờ.
về rồi. À 5 giờ là bà bắt đầu ở nhà đi. À vâng ạ. Ở đây là một cái gian hàng chè San Tuyết bản liền các bác ạ. Đây là đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chứng nhận là chè sạch rồi các bác nhé. Đấy, đã là chè sạch rồi. Chè hữu cơ các bác nhé. Những cái chè này được bà con người ta sẽ thu hái của người dân tộc Tày bà nhỉ. Bà là người Tày đúng không? Vâng, là của người Tày. Đấy, bản liền cũng là một cái nơi rất là nổi tiếng về du lịch. Đấy, chè San Tuyết rồi những cái điểm du lịch đẹp của tỉnh Lào Cai các bác nhé. Đấy, rất là nhiều chè luôn. Đây những cái các bác có thể thấy đây những cái cánh chè nhìn rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, các bác ghé qua Bắc Hà này, các bác có thể vào trong bản liền các bác đi du lịch các bác nhé. Trong đấy là một nơi một làng của người Tày, người ta sống ở sinh sống ở trong đấy. Đấy. Rồi ok, cho cảm ơn bà nhé. Vâng, chúc bà ngày hôm nay buôn may bán đắt bà nhé. Đấy, ở chợ thì rất là nhiều các bác ạ. Em lịch thì cũng không thể đi quay chi tiết hết được một từng ngóc ngách được. Đấy, đây các bác này. Đây là cái sâm ba kích các bác nhá. Ba kích ngâm rượu. Đây là sâm cau này các bác này. Tác dụng, hai tác dụng gần như nhau là tăng cường sinh lý và sinh lực luôn. Đấy, rất là nhiều. Còn đây là những cái cây tắc kè đá này các bác này. Đấy, tắc kè đá này chữa dạ dày. Đấy, còn đây là bên này là cái này là thảo quả tươi các bác này. Thảo quả tươi rất là thơm. Làm gia vị các bác nhé. Đấy, hoa chuối này. Đấy, được bà con người ta bán rất là nhiều. Đấy, còn đây các bác ở đây, đây là cái hàng cây chổi các bác này. Đấy. À, đây là cái chổi người ta làm bằng cái hạt kê, cái bông, cái kê các bác nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Rất là đông rồi các nhá, bán đủ những cái loại mặt hàng khác nhau rất là nhiều luôn. Đấy, bà con đang ngồi ở chợ rất là đông để mà người ta buôn bán những cái mặt hàng thảo dược, những cái hạt hàng mà người ta tự tay người ta làm ra thì người ta sẽ đều mang đi chợ để giao dịch các bạn. Ô, đây còn có cả một cái con chim các bác ạ. Đây là cái con chim bìm bìm các bác này. Đấy, con này, cái con này là dòng bìm bìm mắt đỏ các bác nhé. Các bác có thể nhìn mắt đỏ này, đó là cái dòng chim cực kỳ quý luôn, để mà ngâm rượu các bác nhé. Cái dòng này ngâm rượu cực kỳ tốt các bác này, mắt đỏ. Chim bìm bìm nó có hai dòng các bác nhé, một dòng mắt thường và một dòng mắt đỏ, đỏ chót. Cái này là cái dòng quý hơn các bác này. Nếu như mà các bác mà để mà chọn ngâm rượu thì các bác phải chọn những cái dòng này nhé. Đấy. Còn đây cả có cả ốc đá rừng các bác này. Ốc đá rừng này rất là ngon luôn nhé. Để mà nếu như mà so với những cái dòng ốc thông thường thì ốc này ngon hơn rất nhiều luôn. Nó gần như là hải sâm rừng các bạn. Đấy. Đây là mật ong này, mật ong núi đá, mật ong đen các bác này. Ong quái, cái này mật ong quái các bác nhé. Ô là dãy rồi cô ơi, chị ơi. Người ta đi mua bán rất là nhiều luôn, rất là đông. Bác Hà giờ đang là vào chính vụ mận các bạn, rất là nhiều mận. Anh chị là du khách đến từ đâu ạ? Hà Nội. À, anh chị đến có mặt từ hôm qua nè, từ hôm nay. Từ hôm qua. À, hôm qua là anh chị có mặt ở Đu Ngựa đúng không ạ? À vâng. Thế là hôm nay anh chị đi chơi chợ xong mà chiều bắt đầu về. Còn đi Tây Bắc một tuần cơ. À một tuần cơ ạ, vâng ạ. Đây anh chị, một anh chị du khách người ta đến từ Hà Nội các bạn ạ. Người ta đến từ chiều hôm qua rồi. Để đi du lịch ở trên này một tuần các bác nhé. Tây Bắc một tuần để du lịch.
đấy, rất là vui. Ở trên này thì du khách người ta đi chợ đông vui lắm ạ, người ta đi khám phá lắm, khám phá trên này. Du lịch trên Tây Bắc này thì là cái để nói cái kinh phí của nó thì nó thấp các bạn, thì nó không cao, nên là rất là thuận tiện người ta đi du lịch. Rau rồi rau ngon. Cái này là nhà. Đây bữa trước mà mình cứ hay mua 10.000 một mớ, bọn này là bán nhỉ? 60.000 nha. Có cây nào uống thì cay dùng nào. Thank you.